Cảnh sát Israel vào ngày 15 tháng 8 cho biết, người dân ở các ngôi làng tại ngoại ô Jerusalem đã được sơ tán vì cháy rừng quy mô lớn. Trong khi đó, cháy rừng cũng đã bùng phát tại nhiều địa phương của tỉnh Avila, miền trung Tây Ban Nha, khiến cho hàng trăm người phải sơ tán trong bối cảnh nắng nóng gây gắt bao trùm cả quốc gia châu Âu này với nhiệt độ tại nhiều nơi tăng lên mức kỷ lục. Theo thông báo của giới chức Israel, đám cháy đe dọa tới các làng Meir, Soeva, Kisalon, Kuvat, Yerim, Ramat và Raziel. Trong số này có những ngôi làng gần với đường cao tốc chính kết nối với thủ đô Tel Aviv. Hiện các cư dân đã được sơ tán, trong khi một số tuyến đường đã được đóng để phục vụ quá trình khống chế đám cháy. Trước đó, lực lượng cứu hỏa ở Shekum Salam cho biết gió to đã thổi bùng đám cháy, dẫn tới nhiều cuộc gọi đề nghị trợ giúp từ người dân địa phương. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Cùng lúc đó, tại Tây Ban Nha, đám cháy bùng phát tại thành phố Navacruz từ sáng ngày 14 tháng 8 đang tiếp tục lan rộng do thời tiết khô nóng và gió lớn với tốc độ 70 km trên giờ. Chu vi đám cháy hiện đã lên tới 40 km và theo ước tính của cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã thiêu rụi 5.000 hectare đất rừng. Trên 600 người dân tại Nam Thị Trấn thuộc huyện Avila, gần dãy núi Sierra de Gredos đã được sơ tán và trên 500 lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực để chống chọi với đám cháy cùng sự hỗ trợ của máy bay chuyên dụng. Đám cháy lan rộng vì mật độ cây dày đặc cùng với độ ẩm thấp trong suốt nhiều ngày qua đã khiến lửa bén rất nhanh, đến cả những khu vực khó tiếp cận để dập lửa. Chính quyền vùng Valencia cho biết, từ ngày 14 tháng 8, cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã huy động 12 máy bay cứu hỏa để ứng phó với đám cháy tại Azuabar, miền đông nam của Tây Ban Nha. Đám cháy này đã thiêu rụi hơn 500 hectare đất rừng. Hiện đám cháy này đang đe dọa một phần công viên tự nhiên Sierra de Espadan.